365 ngày cầu nguyện với tâm tình của Thánh Y Nhã và với lời Chúa. Ngày 6 tháng 1. Lời Chúa theo Tin Mừng của Thánh Gioan, chương 4 câu 10. Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Lời Thánh Y Nhã. Xin được lòng hiểu biết thâm sâu về Chúa, Đấng làm Người vì tôi, để được lòng yêu mến Ngài hơn và theo Ngài hơn. Suy niệm: đây là ơn xin mà Thánh Y Nhã mời Người làm linh thao, tha thiết xin khi suy niệm và chiêm ngắm Chúa Giêsu nhập thể làm Người, sống ẩn dật, đi rao giảng. Với Thánh Y Nhã, hiểu biết về Chúa Giêsu chỉ đơn thuần ở khía cạnh tri thức thì chưa đủ. Những người ngoài Kitô giáo hay thậm chí ma quỷ vẫn biết Người đấy thôi. Sự hiểu biết mà Thánh Y Nhã đề nghị xin là một sự hiểu biết thâm sâu, nghĩa là một sự hiểu biết có chiều kích nội tâm, không chỉ là sự hiểu biết bằng lý trí, nhưng còn đi sâu vào con tim. Hiểu biết thâm sâu về Chúa là một sự hiểu biết dẫn đưa chúng ta vào tương quan tình thân với Chúa. Quả thế, việc biết Chúa làm Người vì tôi, vì thương tôi, vì yêu mến tôi, vì muốn cứu tôi khỏi sự chết đời đời, vì muốn trao ban sự sống của Người cho tôi. Chính cái biết này đụng chạm sâu đến con tim và mời gọi ta quay đầu để trở về với Chúa. Càng biết Chúa thương tôi, động lực cho tôi biến đổi càng mạnh và cuộc biến đổi tận căn. Động lực biến đổi bây giờ không phải vì sợ chết đời đời hay để được lợi ích cho phần rỗi, nhưng là vì cảm nhận thật sâu Chúa thương mình và tận con tim mình muốn yêu mến Người và sống theo lối sống của Người. Chính vì thế, nếu một sự hiểu biết mà không dẫn đến lòng yêu mến Chúa sâu đậm hơn và từ bỏ lối sống cũ để sống lối sống mới của Chúa, thì sự hiểu biết đó chỉ là một sự hiểu biết hời hợt, nửa vời. Chắc chắn ơn xin mà Thánh Y Nhã đề nghị sẽ không dừng lại trong khuôn khổ cuộc linh thao, nhưng hơn thế, nó phải là ơn xin liên lỉ trong đời sống thường ngày và suốt đời của chúng ta. Vì như Thánh Phaolô cầu xin cho chúng ta đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu và nhận biết tình thương của Đức Kitô là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Hồn sống trong ngày. Được hiểu biết thâm sâu về Chúa là một ơn mà Chúa ban. Nó nằm ngoài khả năng tự nhiên của con người. Vì thế, cần phải khẩn khoản tha thiết nài xin với tinh thần hơn nữa hôm nay qua việc suy niệm và chiêm ngắm Đấng làm Người và chịu chết vì tôi. Tôi tiếp tục xin cho mình được hiểu biết thâm sâu về Chúa hơn, để được yêu mến Người mật thiết hơn và theo Người sát hơn.
và để theo sát và nên giống người hơn. Hôm nay tôi sẽ bắt chước một nét nào đó trong cách sống của Chúa. Lạy hồn Chúa Kitô, xin hãy thánh hóa con. Lạy xác thánh Chúa Kitô, xin cứu độ con. Lạy máu thánh Chúa Kitô, xin làm cho con say mến. Lạy nước bơi nương lòng Chúa Kitô, xin tay giữa con. Lạy sự thương của Chúa Kitô, xin thêm sức cho con. Lạy Chúa Giêsu nhân ái, xin nhận lời con. Xin dấu ân con trong các vết thương của Ngài. Xin chớ lìa xa, nhưng hãy giữ gìn con. Và khi con chết, xin Ngài gọi con bước đến, để con được ngợi khen Chúa cùng các thánh trên trời, tụng ca đến muôn đời. Kitô, xin hãy thánh hóa con. Lạy xác thánh Chúa Kitô, xin cứu độ con. Lạy máu thánh Chúa Kitô, xin làm cho con say mến. Lạy nước bơi nương lòng Chúa Kitô, xin tay giữa con. Lạy sự thương có Chúa Kitô, xin thêm sức cho con. Lạy Chúa Giêsu nhân ái, xin nhận đời con. Xin dấu ân con trong các vết thương của Ngài. Xin chớ lìa xa, nhưng hãy giữ gìn con. Và khi con chết, xin Ngài gọi con bước đến, để con được ngợi khen Chúa cùng các thánh trên.